như là cái vỏ cây mà nằm ở phía sau đi thì nó sẽ như là sau thì không nói gì. Nếu mà đây là bản chữ H thì sẽ cân bằng, còn đây là bản chữ Z anh em ạ. Mà nếu mà nghiêng trước thì nhá, tí nữa nó nghiêng dần xong rồi cái vỏ cây nó trượt dài luôn, đảm bảo như thế. Mà anh em nhìn nhá. Sợ. Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom Long Biên. Và lần trước mình đến Hacom Long Biên ấy, anh em nhớ đấy là có anh Tuấn Anh ở đây này, anh ấy gọi là làm bảo vệ. Nhưng mà bây giờ anh Tuấn Anh làm sếp rồi. Thế thì nhưng mà hôm nay mình vẫn cung bách lại Hacom Long Biên để mình có thể gọi là lắp một bộ nước nữa. Bây giờ cùng mình vào trong Hacom xem bộ máy đấy như nào nhá. Wow, Hacom Long Biên công nhận là nhiều bàn phím, nhiều đồ, nhiều đạc thật đấy. Thì công nhận bây giờ ấy là đồ máy tính ấy nó cũng khá là rẻ rồi. Chip rẻ, main rẻ này, CPU rẻ này, cạp màn hình rẻ này. Nói chung mọi thứ đều rất là ok. Giá DDR4 cũng khá là rẻ nữa. Cho nên là bây giờ là một thời điểm cực kỳ là thích hợp để anh em có thể mua được một bộ máy tính dành cho mình, một bộ máy tính chơi game, một bộ máy tính làm việc. Và đấy cũng là điều mà anh khách của chúng ta hôm nay thực hiện được. Đấy, một bộ máy tính này có thể nói là một bộ cực kỳ là trợ thủ luôn. Rồi, ok, thì hôm nay vị khách của chúng ta là anh Hiếu. Thì bộ máy ấy, thực sự là hấp dẫn luôn. Wow, mức giá chỉ có trên 50 triệu tí mà chúng ta có rất là nhiều thứ hay ho nhá. Ví dụ chẳng hạn như đây có này 3070Ti này, mà bây giờ giá chỉ có hơn 15 triệu một tí thôi. Ngày trước cái thời điểm mà còn hot ấy, ôi anh em nhớ cái video clip mà mình lắp cho anh đồng nghiệp không? Hồi đấy nhá, anh mua 3070Ti 24 triệu mà bây giờ nó còn có 15 thôi. Giảm khoảng tầm hơn 10 triệu rồi. Anh em phải thấy là bây giờ là thời điểm cực kỳ là thích hợp để mua chiếc máy tính đúng không? Bây giờ thì cùng vào trong kho để xem những thành phần còn lại của bộ máy tính này như thế nào nhá. Chúng ta hãy bắt đầu bằng CPU đi. Thì anh ý mua ở đây là CPU i9-12900K. Rồi, em nhìn thấy đây, một chiếc CPU có thể vẫn gọi là chúa tể của thời điểm hiện tại. Hiệu năng đơn nhân, đa nhân đều rất ok luôn. Vẫn có thể gọi là một trong những chiếc CPU để làm việc cộng chơi game cực kỳ là tuyệt vời. Hy vọng rằng đời 13 sẽ ngon nghẻ hơn và mức giá cũng như này anh em nhá. Đây, mình tạm để đây nhá. Về mainboard thì mình sẽ có ở đây là mainboard Z690 Plus D4. Ui, sự lựa chọn cực kỳ là tuyệt vời. Mình đã lắp rất nhiều cái mainboard này rồi. Sẽ có đầy đủ mọi thứ để anh có thể gọi là làm việc được cơ bản thôi, không quá là gọi là màu mè đâu, nhưng mà vẫn sử dụng DDR4, tức là cực kỳ là rẻ luôn. Giá bây giờ nhá, cực kỳ là ngon nghẻ luôn. Và khách chúng ta cũng có một kit RAM cũng rất là cháy đây anh em ạ. Thì anh ý nhá, đang mua ở đây là kit RAM Corsair Vengeance RGB RS. Đây là 2 thanh 8GB, tổng cộng là 16GB. CL, bus là 3600, CL bao nhiêu đây? CL 18. Nhưng anh ý không chỉ mua một kit, anh ý còn mua 2 kit đây anh em ạ. Hai kit này thì sẽ cho tổng cộng là 32GB với mức giá chỉ có bao nhiêu đây? 4 triệu. 32GB 4 triệu DDR4 thoải mái luôn, mà đèn RGB sáng đẹp đến giường vô cùng anh em ạ. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có đó chính là fan cây này. Fan cây thì sẽ có 2 kit ST120. Đây là cây của fan của Lian Li này, màu đen này. Ôi, về cả màn hình thì cũng có lựa chọn rất hợp lý đây, mình đã nói rồi đây. Đây, GeForce RTX 3070Ti đến từ GigaFanbyte. Thì đây là một chiếc cặp màn hình mình đánh giá là hiệu năng ổn, tản nhiệt cũng ổn, thiết kế cũng ổn. Nó không bị quá là màu mè như dòng Arus nữa, nhưng mà cũng đủ đẹp để anh em sử dụng cho bộ máy tính của mình. Và mức giá hiện tại của nó chỉ có 15 triệu mà thôi. Đây có thể nói là một bộ máy tính khá là trợ thủ. Tại sao? Bởi vì nhá, anh nhìn tí nữa sẽ còn chọn một cái thứ cơ. Đó chính là một cái nguồn 1250W. Ôi ôi, nặng thế nhỉ. 1250W. Đây, thì cái bộ này nhá, anh em bảo là ui dồi, bây giờ mua 30 làm gì, 40 sắp tới rồi đúng không? Thì chắc chắn rằng anh ấy sẽ nâng cấp lên 40, bởi vì anh ấy mua tận nguồn 1000 trong khi bộ máy chỉ có 3070Ti. Đấy, anh em hiểu chưa? Tức là sau này nhá, anh ấy sẽ bán cái này đi, xong anh ấy mua con 4090 về khi mà mức giá nó rẻ hơn. Thế là hợp lý đến dương vô cùng anh em ạ. Thì mình nhìn đây dự đoán này, không chỉ chơi game mà còn làm việc nữa. Thì chơi game ai mua có mỗi 30, à chơi game ai lại mua 32GB đúng không? Rồi, bây giờ thì hãy bắt đầu bê những thành phần còn lại của máy tính nào. Bởi vì hôm nay mình đã nói rồi là hôm nay chúng ta sẽ đi nước em nhá. Đi nước, thì mình xin phép là không đi nước để cho anh em kỹ thuật. Còn tí nữa mình lắp máy thôi nhá. Để từ từ vào lấy nước à. Ở trong hộp có xe đây, chúng ta sẽ có một chai nước. Là chai nước của EK anh em ạ. Đây là phiên bản Purple. Đấy, Cryofuel Purple Premix Indigo Violet anh em nhá, chứ không phải là Purple. Và sẽ còn có đó chính là một bộ kit tản nhiệt Freezimod ở nơi nào? Đâu rồi nhỉ? Ở đâu rồi? Kit Freezimod anh để... À đây 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 đây. Đây anh em nhìn này, Freezimod Water Cooling Kit 115X này, A14 và 1007 này. Thì của chúng ta là 1007.
thoải mái luôn, không vấn đề gì cả. Đây, cái FreeBot. Rồi, thế là cũng đầy đủ mọi thứ rồi đấy. Thì anh ấy sẽ còn có, đó chính là cả ổ cứng thì anh có sẵn rồi. Và mình sẽ sử dụng vỏ cây, đó chính là sử dụng ở đây O11 Dynamic đây. Đấy, quá là quen thuộc với cả những anh em nào đi chơi nước rồi. Bây giờ thì cùng mình gọi là bấm máy xuất kho và lên lắp nhá. Ok anh em ơi, bây giờ chuẩn bị lắp rồi, chúng ta sẽ có hai công cụ ở đây một chiếc tu vít này để gọi là cho cây, đây là chiếc cho main mode và những thứ nhỏ nhắn bên cạnh của nó. Rồi bây giờ hãy cùng đi, hãy bắt đầu nào. Tuk Z690 Plus D4, quá quen thuộc rồi, quá hợp lý rồi. Đấy. Một cái điều vui vẻ là nếu mà anh em nâng cấp đúng không, sang đời 13 thì những chiếc main mode này vẫn có thể sử dụng được. Rất là đẹp và rất xịn luôn. Sẽ có tổng cộng là 6 đầu USB-A này, 2 đầu USB-C này, một cổng LAN và 5 cổng audio cộng với cả một đầu optical nữa. M2 thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 3 đầu. Khe PC thì sẽ có 1, 2 khe full size, nhưng mà đây là X4 hay X8 thôi nhá. Đấy, thêm X1 với cả X4 nữa. Và đây là socket 1007 của chúng ta. Thêm đó, 4 khe RAM DDR4, đầu USB-C thường và đầu USB-C và đầu USB 3.2 Gen 1. À, rất là đơn giản, cơ bản thôi. Giờ thì hãy lắp, đó chính là chiếc CPU i9 của chúng ta vào nào. Vì đây, thứ nhất nhá, ok, thế hệ 12 của Intel quá tốt, thế hệ 13 cũng sẽ tốt hơn và vẫn sẽ sử dụng được DDR4. Thế nên là chiếc mainboard này sử dụng thoải mái. Và theo như những thông tin mà mình biết ý, thì DDR4 và thế hệ 13 ấy, hoạt động cũng rất là ổn áp luôn. Cái việc mà mua một cái kit RAM hay là một cái kit DDR5 bây giờ ấy, công nhận phải gọi là đắt đỏ, đúng không? Đặc biệt là những kit RAM chất lượng cao nữa thì ôi dồi ôi luôn, anh em phải chi một đống tiền cho những kit RAM đấy. Và chúng ta sẽ có đây là hai kit DDR4, giá khá là rẻ, hấp dẫn, và RGB thì cũng sáng đẹp tuyệt vời. Và cuối cùng chúng ta sẽ có những thứ gọi là final ở trên cái này đi, và sẽ là chiếc ổ cứng. Thì chiếc ổ cứng này sẽ là chiếc 970 Evo Plus. Đây là một chiếc ổ cứng, nó có một mức giá cũng khá là ok, hiệu năng cũng rất là ổn áp. Đấy, đọc lên tới là 5500 cơ mà. Thì mình biết rằng là chiếc mainboard này có thể dùng là Gen 4, nhưng bây giờ mua 1TB ổ cứng Gen 4 ấy thì nó đắt đến dương vô cùng anh em ạ. Và mua chiếc này thì là cũng khá hợp lý rồi. Anh khách lựa chọn cái này là vì cũng đang muốn là có tổng cộng 1T ổ cứng thôi. Chứ bây giờ mua bộ máy như này rồi, 50 triệu rồi mà vẫn còn dùng ổ HDD thì cũng hơi buồn cười đúng không anh em? Đấy, thì bây giờ ấy, mình đang có cái kit FreeBot đây. Thì cái công việc mà cũng hợp lý và hấp dẫn nhất bây giờ ấy, đó chính là lắp cái block vào. Nhưng mình lại chưa biết là các anh kỹ thuật sẽ lắp theo chiều nào, thế nên là mình sẽ tạm thời để lại cho các anh ấy nhá. Thì cũng may mắn là cái vỏ cây kìa, O11 Dynamic kìa, nó sẽ có cái không đằng sau để anh em có thể lắp sau. Đấy, thì cũng may mắn là như thế. Chứ nếu mà không ấy, bản thân mình ấy, mình sẽ lắp trước đúng không? Nhưng mà tại vì là người lắp nước với người lắp máy khác nhau. Thế nên là thôi, bây giờ lắp cái vỏ cây này, lắp cái mên này vào trong vỏ cây nhá. Ok, gắn xong main rồi. Thì mình vừa gắn xong main đúng không? Anh có thể nhìn thấy nhá, con vỏ cây này đúng là vỏ cây đi nước luôn. Lý do sao mà rất là nhiều anh em chọn chiếc vỏ cây này để đi nước nhá. Anh em nhìn này, đầu tiên này, cái khoảng cách giữa main với cả cái phần mặt trên này cực kỳ là lớn, cực kỳ là rộng luôn. Tức là anh em có thể gắn được một cái rack dày, rất là dày của EK vào. EK cái gì stream cái thứ kiểu ấy, mà nó dày lắm, nó to lắm, và cộng thêm một quạt 30 của Thermaltake KL của Lily mình không nhớ lắm. Đấy, trên nhá. Dưới này cũng sẽ để được một RAT 360 nhá. Bên hông này cũng để được một RAT 360 nhá. Còn đằng trước với bên này thì tất nhiên là không rồi, tại vì đây là đằng này là kính, đằng này là kính. Đấy. Và nhiều khi anh em còn gắn được thêm một RAT 120 ở đây nữa. Nếu mà anh em muốn nhá. Còn chứ không mình khuyên cáo là không. Vì 1360, 2360, 3360. Quá nhiều rồi, anh em cần gì nữa đúng không? Nếu muốn gắn 360 ở dưới này thì anh em bắt buộc là phải mở cái này ra, tháo cái gọi là cái khe chứa M2 chứa 2.5 này ra thì mới có thể gắn được 360 dưới này. Còn bên hông này thì thoải mái thôi, airflow ngon nghe, không vấn đề gì cả. Bây giờ thì ok này, CPU xong rồi này,
Bây giờ thì mình sẽ lắp nguồn vào anh em nhé. Lắp cái nguồn vào với cả mình sẽ đi thèm với cả cài 360. Anh ơi, anh định tí nữa gắn rát ở trên hay ở bên hông? Rát ở trên anh. Rát trên đúng không? Thế quạt anh muốn để dưới hay để bên hông? Cái này là mình sẽ để cái... ba quạt đúng không? Để anh. Ok, ba quạt để dưới rồi. Thế đã nhận được tín hiệu rồi. Bây giờ thì mình bắt đầu lắp thôi. Đúng luôn. Đây cái rát của Freezymod đây. Đây sẽ đi kèm với theo cả một kit ốc màu bạc hơi buồn. Đấy. Rát này thì là rát loại vừa vừa ấy, không đến mức gọi là mỏng. Đây là rát kích cỡ vừa này. Anh em mở ra là sẽ thấy đây, bên trong này. Ồ. Đấy. Anh sẽ để là cái đầu đầu bên nào nhỉ? Khi nào ở anh để bên nào? Bên này hay bên trên chỗ này? Bên này là mình để đầu bên này. Ok, để như này đúng không anh? Đấy thì em ok. Rồi. Dễ không à? Thì hôm nay là sử dụng 3 quạt, 6 quạt trong bộ máy này sẽ sử dụng là 6 quạt liên ly anh em nhé. 6 quạt liên ly nhưng mà không phải là phiên bản Infinity hay là cái gì đâu. Chỉ là phiên bản thường thôi. Đâu à? Đây. Hai kit liên ly đây, ST120. Đấy, quạt RGB thì cũng sáng đẹp dạng người thôi. Nhưng mà nói thật thì liên ly Infinity vẫn là một cái quạt đẹp đẽ hơn rất nhiều. Sẽ vẫn có quạt riêng nhá, dây riêng, hấp riêng này. Đấy, 3 chiếc này, đầy đủ luôn. Không thiếu chiếc nào. Rồi anh em ơi, mình vừa mới gọi là luồn dây quạt phải không, luồn qua khe. Thế thì bây giờ đang có anh kỹ thuật đây, thì anh ấy cũng ra đây để gọi là lắp quả block vào rồi. Thế anh định lắp block theo chiều nào nhỉ? Đây mình xem quả block vào. Đây, block của Freezymod đúng không? In, out này, thì anh định lắp theo chiều nào? Thì mình cứ lắp nhỏ ngang thôi. Cứ lắp nó như ngang như thế. Thế thì chắc là nếu mà anh lắp bơm ở đây thì em sẽ chạy một phát vòng qua đây luôn nhỉ? Kiểu sát sát trên cạc hay là đi vòng qua đây phát vào đây đúng không? Khách thì khách yêu cầu là không được che led của RAM. À, không che led của RAM, không che led bất kỳ gì luôn ạ. À thế thì tức là anh sẽ đi kiểu vòng lên hay là như nào? Cánh xuống dưới và đi lên trên. À đấy, tức là sẽ là một là đi như này vào đây xong lại đi ra xong rồi đi vòng xuống kiểu đấy. Hoặc là đi lên trên rồi vòng xuống. Ok, thế để bây giờ để em lắp quả cho. Các anh em thì đang chuẩn bị lắp bơm thì anh ý định lắp bên này. Thế nhưng mà bây giờ mình đang không biết là cái con cạc nó sẽ như nào, nó có to quá không thì cùng xem nhá. Ướm trước thôi nào. Nó sẽ như này và nó sẽ dài qua tí. Rồi, nó luôn này để cho dễ lắp nước. Góc gaming của anh ở đây đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Góc gaming này thế thì anh định để cái PC như nào nhỉ? Thì để PC như thế nào đây? Mình thì ban đầu mình muốn định để cái PC ở phía bên này và màn hình cũng như là chuột và bàn phím mình để bên này. Nhưng mà cái con O11 kia to lắm và nó lại còn nặng nữa chứ. Cái bàn này coi như là sập luôn đấy, khả năng cao là sập đấy. Thế là mình nhờ các bạn Hacom tư vấn giúp mình để sao cho hợp lý nhất có thể. Thế thì bạn có chơi game bắn súng không? À mình cũng có chơi game bắn súng nhưng chơi ít thôi. À chơi ít rồi, nên mình cảm thấy là bạn sẽ cần có nhiều vị trí để di chuột G52 của bạn đúng không? Okay. Thế thì bây giờ mình sẽ để cái con PC dưới đất đây. Đấy, và để nó ngang sang
Đấy, tức là nó xoay mặt sang. À. Đấy, xoay mặt sang thì cái vẫn chiếu sáng về hướng này. Nó tại vì nếu mà xoay vào trong này thì coi như không nhìn thấy gì đúng không? Ừ. Thế là xoay ngang ra và dây nó sẽ lòng qua bên này. Đấy. À. Bạn thấy hợp lý không? Ok. Hợp lý luôn. Thế anh em mà triển khai nhá. Đồ mình mua bên Hacom hết đấy, đồ hộp mình để đây này, vẫn để bên Hacom, túi Hacom luôn mà. Bây giờ con đấy mình mua bên đấy à. Con đấy series Apex 5 này, Apex. Có đèn OLED ở đây này, đúng xong rồi có con tai nghe Arctic 7 đúng không? Đúng Arctic 7 wireless, và con Sensei hay là SteelSeries Rival Mobile 0. Con này thì cũng chiến đấu này. Nhưng mà chắc là bạn cảm thấy hài lòng hơn với cái form của con Logitech đúng không? Hay là được tặng? Mình không, mình mua cả hai con này thì mình dùng lâu lắm rồi nên là nó bị kích đúp. Okay, mình cho nó ăn chuột phục thôi. Thế con này tuyệt vời luôn, lăn vô cực luôn rồi. Đấy, thoải mái. Ui ôi, máy nó phải thế này chứ. Quả của mình bao nhiêu lâu rồi thì con. Quá ngon luôn, quá đẹp. Thực sự là lúc mà lắp lên là chúng mình cũng đã gọi là cố gắng tối ưu nhất cái đường đi để cho nó không che một bất kỳ một đường nét nào cả. Đấy, để mà nhỡ vào dụ chẳng hạn là cái nước nó không phù hợp với cái ý của bạn ấy thì bạn vẫn có thể nhìn thấy cái vẻ đẹp của những cái đèn LED đó. Đấy, cái bộ này thì mình đánh giá LED rất đẹp nhá. Cái bơm này, cái block này, con RAM này và 6 cái quạt trên dưới luôn. Đấy, nên là bạn nằm ngủ bạn vẫn có thể nhìn thấy những cái đèn LED thoải mái, không vấn đề gì hết. Mỗi tội là bây giờ chúng ta chưa lên sáng đèn được, hơi buồn. Sao? Với cả tí nữa lại sẽ phải còn gỡ cái đống này ra nữa thì mới có thể nối dây vào chỗ bên vỏ cây được. Ok. Ủa, anh em ạ, mình vừa bê vỏ cây lên gọi là để làm hài lòng khách hàng đây. Thì mình xem như nào. Nhưng mà ấy, tại vì đây là bản chữ Z, thế và nó sẽ, anh em phải để ý nhá, cái vỏ cây nó sẽ rất là nặng, nó chĩu về phía trước khiến cho cái bàn nó bị nghiêng về phía trước này. Cái này rất là nguy hiểm anh em nhá. Chẳng hạn như là cái vỏ cây mà nặng về phía sau đi thì nó sẽ nghiêng về sau thì không nói làm gì. Nếu mà đây là bản chữ H thì sẽ cân bằng, hoặc là bản chữ Y thì nghiêng cả hai thì không nói làm gì. Còn đây là bản chữ Z anh em ạ. Mà nếu mà nghiêng trước thì nhá, tí nữa nó nghiêng dần xong rồi cái vỏ cây cứ trượt dài luôn, đảm bảo như thế. Thế là thôi, mình thấy cái này là không hợp lý, mình sẽ để xuống dưới nhá. Mà anh em nhìn nhá. Sợ nguy hiểm nhìn như thế, mình đã để tay sợ khủng khiếp luôn. Đấy, thế là thôi, mình cho phép nó xuống dưới nhá. Rồi, bây giờ đang ở đây quay như này còn chả nhìn thấy cái máy tính được, cái máy tính ở dưới đất anh em ạ. Đấy, thì khách hàng hôm nay đang gọi là hứa là sẽ biến đổi khu vực này thành góc kim minh ba cháy luôn. Đấy, sẽ làm gì nhỉ? Thì mình sẽ cố gắng thay cái bàn này thành bàn chữ L giống như bạn Hoàng này nói. Và cộng thêm với nó là mình sẽ đổi cái màn hình này cho nó to hơn một tí. Đẹp hơn, đúng không? Đẹp hơn. Màn 2K mới chuẩn 3070 Ti đúng không ạ? Đấy, thì nói chung là cấu hình bộ máy này hàng top, hàng đầu rồi. Là mọi thứ khiến cho mọi người ghen tị rồi. Đấy, mà lại còn hôm nay như là được quà của Intel nữa. Đây là cái code game Call of Duty. Đấy, mình không biết trong này có gì cả, bạn có thể unbox được không? Unbox luôn cho các bạn cùng xem. Mình thì cũng không chơi tựa game này nhưng mà cứ unbox lịch cốt làm kỷ niệm, là niềm vui đó. Đây lần đầu tiên thực hiện được cái ước mơ của mình là build được cái bộ máy mình mong muốn. Đâu xem có gì không? Hacom gửi cốt đây lên website bạn ạ. Vào tức là được tặng game ở của Intel này, software.intel gaming asset đấy. Bạn đừng cho mọi người xem. À lại thế. Thôi thì thôi tí nữa mình chỉnh lại cho bạn LED nhá. Mọi người mình quay nhá. Rồi, thế thì thực sự rất là cảm ơn bạn đã qua bên Hacom lựa chọn bộ máy tính này. Hy vọng rằng bạn sẽ qua tiếp rồi làm một cái bàn, làm một cái màn hình, làm một bộ gaming gear xịn sò con bò để phù hợp với cả bộ máy tính của bạn nhá. Rồi, thì cảm ơn bạn đã mua máy tính và cảm ơn em đã xem video. Xin chào. Xin chào, xin cảm ơn Hacom.